trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Đức tuyên bố không cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của Đức. Ukraine tấn công sâu vào Nga, xung đột gây bất lợi cho Mỹ và NATO. Nga cảnh báo nung chảy kỹ ép bằng vũ khí đặc biệt. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng ông sẽ không cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của Đức, ngay cả khi các quốc gia khác đồng ý. Theo báo Đức Vent, trong cuộc họp với công chúng ở Prenzlau, Brandenburg, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng bất kể điều gì xảy ra, ông sẽ giữ vững quan điểm từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Đức để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Ông nói, điều này vẫn có hiệu lực. Đó là lý do tại sao tôi sẽ giữ vững quan điểm của mình, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định ngược lại. Tôi sẽ không làm điều đó vì tôi nghĩ đó là một vấn đề. Bình luận về các báo cáo rằng Mỹ có thể dỡ bỏ các hạn chế hiện tại, ông Scholz cũng cho biết rằng không phải tất cả các suy đoán đều là sự thật. Gần đây nhất, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng tái khẳng định lập trường Berlin sẽ không gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine, bất chấp việc một số nước phương Tây đang nới lỏng khả năng sử dụng loại vũ khí này cho Kiev. Ông Scholz khẳng định khi được hỏi về vấn đề trên trong một buổi họp báo rằng Đức đã đưa ra quyết định rõ ràng về việc sẽ làm gì và không làm gì, quyết định đó sẽ không đổi. Từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, Đức là nước viện trợ quân sự cho Kiev nhiều thứ hai chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, Berlin vẫn liên tục từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus, do nước này sản xuất vì lo ngại làm gia tăng căng thẳng. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng nhất trí cần đưa Nga vào một hội nghị hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Ông cũng kêu gọi các đồng minh tăng cường nỗ lực để kết thúc xung đột. Nhà lãnh đạo Đức đang gặp phải nhiều bất mãn chính trị từ dư luận trong nước vì sự hỗ trợ của chính phủ về tài chính và vũ khí cho Ukraine, khiến các đảng dân túy phản đối viện trợ cho Kiev giành được thành công ấn tượng trong cuộc bầu cử cấp bang, một số thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội của ông Jones cũng kêu gọi chú trọng hơn việc ngoại giao với Nga. Tổng thống Putin nhiều lần đã cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được những gì họ đang chơi đùa khi thảo luận về các kế hoạch cho phép Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Theo ông Putin, với suy nghĩ đó, Nga sẽ đưa ra các quy định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt. Lần đầu tiên cuộc họp của Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được tổ chức tại Praha, Cộng hòa Séc. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Séc Pavel, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Séc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cùng khoảng 350 khách mời tham dự. Tại cuộc họp, Tổng tham mưu trưởng Quân đội các nước NATO đã tập trung thảo luận về tình hình an ninh châu Âu, việc thực hiện các quyết định của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington tháng 7 vừa qua và tính khả thi của các kế hoạch phòng thủ của liên minh cũng như tình hình ở sườn phía đông của NATO. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer khẳng định ưu tiên và nhiệm vụ quan trọng hiện nay của NATO là tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời tăng cường khả năng gian đe và phòng thủ của liên minh. Ngoài ra, NATO cũng cần tăng cường năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng để nâng cao khả năng gian đe và đảm bảo an ninh của khối. Trong khi đó, Reuters đưa tin một quan chức quân sự cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bình luận rằng Ukraine sẽ có lý do quân sự chính đáng để tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí của phương Tây. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, trong khi các đồng minh của Ukraine đang thảo luận về việc có nên bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công các mục tiêu ở Nga hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Nga nếu họ cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Tại một cuộc họp ở Praha của Ủy ban quân sự của NATO, cơ quan có thẩm quyền quân sự cao nhất của Liên minh, Chủ tịch của Ủy ban này là Đô đốc Rob Bauer lập luận rằng luật về xung đột vũ trang đã trao cho một quốc gia quyền tự vệ và quyền này không dừng lại ở biên giới của quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các quốc gia cung cấp vũ khí cũng có quyền đặt ra những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí. Bên cạnh đó, qua cuộc xung đột ở Ukraine, Nga sẽ nắm được bí mật công nghệ Mỹ, NATO để chế tạo vũ khí tương tự hoặc khắc chế làm suy yếu khả năng của phương Tây. Theo kênh Internet The Duran, quân đội Nga đã loại bỏ thành công và loại bỏ khỏi chiến trường các thiết bị quân sự của phương Tây cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với đó, họ cũng bắt được số lượng lớn các trang bị, vũ khí hạng nặng của Mỹ và một số đồng minh NATO. Sau đó, lực lượng vũ trang Nga cũng đang tìm hiểu bí mật công nghệ của các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài và phát triển các phương pháp để chống lại chúng. Theo nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercurius, lực lượng vũ trang Nga đã học được nguyên lý hoạt động của tên lửa không đối đất Storm Shadow SCAR-EG, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và các thiết bị quân sự khác. Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng việc Washington chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine là một sai lầm bởi chúng vốn được tạo ra để chống lại quân đội Nga trong một cuộc chiến tranh giả định trong tương lai. Nhưng giờ đây một số bảo bối này đã bị nghiên cứu kỹ và sẽ mất tác dụng. Theo đánh giá của ông, sau khi Moscow nghiên cứu kỹ lưỡng số vũ khí thu được, quân đội NATO không chỉ mất đi ưu thế so với lực lượng vũ trang Nga mà sẽ còn bị bất ngờ bởi những vũ khí tương tự mà Nga chế tạo ra dựa trên việc học hỏi những công nghệ của phương Tây. Ông McCrish kết luận rằng tất cả những lợi thế về công nghệ mà lẽ ra chúng ta có thể sử dụng trong cuộc xung đột một mất một còn với Nga giờ đã bị mất đi bởi tay người Ukraine. Bên cạnh đó, việc bị phá hủy với số lượng lớn ở Ukraine cũng làm mất uy tín của các nhà sản xuất phương Tây, khiến quân đội Mỹ, NATO cạn kiệt kho vũ khí dự trữ, tốn thêm nhiều tiền bạc để phát triển vũ khí mới nhằm thay thế những loại đã bị Nga nghiên cứu và tìm ra cách khắc chế. Trang tin tức Vestnik RM của Nga đưa tin, Moscow có thể triển khai xe chiến đấu bộ binh BMPT-72, Terminator 2, hay còn gọi là Cải hủy diệt 2, tăng cường cho chiến trường Ukraine Hiện chưa rõ động thái của việc triển khai dòng BMPT-72 Terminator 2, vốn yếu hơn phiên bản BMPT model 2017. Một số nhà quan sát cho rằng rất có thể Moscow đang muốn tăng cường vũ khí để tạo ra chuyển biến tích cực trong bối cảnh xung đột vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ở Ukraine, dòng xe chiến đấu bộ binh BMPT được triển khai cùng với dòng xe tăng T-72 và T-90M, chủ yếu ở các khu vực thành thị và rừng rậm, nơi các đơn vị xe tăng phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng Ukraine. Sự kết hợp giữa pháo tự động, tên lửa chống tăng, súng máy và súng phóng lựu của BMPT khiến nó cực kỳ hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các vị trí bộ binh, tấn công các xe bọc thép hạng nhẹ và cung cấp hỏa lực chế áp cho các đơn vị xe tăng đang tiến lên. Phiên bản BMPT-72 Terminator 2 được thiết kế để yểm trợ xe tăng và bộ binh trong môi trường chiến đấu nhiều thách thức. Ưu điểm của BMPT-72 Terminator 2 là tính linh hoạt trong sản xuất khi có thể tận dụng khung gầm xe tăng T-72 vốn có nhiều trong kho vũ khí của Nga, từ đó giảm giá thành và cho phép sản xuất số lượng lớn. So với các phiên bản khác, BMPT-72 Terminator 2 có trọng lượng nhẹ hơn nhờ được đặt trên khung gầm T-72, trong khi các phiên bản BMPT Terminator 1 sử dụng khung gầm T-90. BMPT-72 Terminator 2 có lớp giáp chắc chắn và hệ thống hỏa lực mạnh, được thiết kế cho tác chiến đô thị và hỗ trợ xe tăng dù không có hệ thống giáp tiên tiến của xe tăng T-90 với giáp phản ứng nổ, con 5, nhưng BMPT-72 Terminator 2 có thể được trang bị các bản nâng cấp phản ứng nổ hiện đại để tăng khả năng sống sót. Vũ khí của BMPT-72 Terminator 2 bao gồm hai pháo tự động, 2 A-42 30mm, 4 tên lửa chống tăng có điều khiển 9M-120 Ataka và vũ khí phụ như súng máy PKTM 7,62mm và súng phóng lựu tự động. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chỉ trong vòng 24 giờ đã tấn công đội hình của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hoạt động chiến đấu của quân đội Nga đã gây thiệt hại cho những điểm tập trung quân và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 61 và 115, xe tăng 17, lữ đoàn tấn công đường 080 và 95, cũng như lữ đoàn phòng thủ 129. Ngoài ra, Nga cũng tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Lực lượng Ukraine đã vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng Kursk hôm 6 tháng 8 khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga phá hủy điểm tập trung binh sĩ và thiết bị của Ukraine tại tỉnh Kursk. Quân đội Nga cũng phá hủy một khẩu pháo tự hành Grab của Ukraine bằng máy bay không người lái UAV Lancet. Tổng thương vong của Ukraine tại Kursk đến nay được cho là 13.100 người. Gồm hơn 300 người trong 24 giờ qua Ở một diễn biến khác Tại khu vực miền đông Hiện nay chiến lược quân sự của Nga Dường như là bao vây Pokrovsk Một trung tâm giao thông quan trọng trong khu vực BBC dẫn lời một sĩ quan Ukraine Giấu tên ở đây cho biết Chỉ huy quân đội của ông muốn giữ vững các vị trí bằng mọi giá Điều này thường dẫn đến việc mất quân và tài nguyên Theo ông Cách tiếp cận này đang dẫn đến sự hình thành Của một số nồi hầm Những vùng lãnh thổ rộng lớn bị quân Nga bao vây Một trong số đó là phía nam Pokrovsk giữa Nevensky, Hynik và Krasnogorovka. Ông tin rằng tốt hơn là nên rút lui về Hionic với tổn thất tài nguyên tối thiểu và giữ vững những vị trí đó. Lính Nga hiện đang tiến về phía Kurakove, một thành phố cách Pokrovsk 35 km về phía nam. Các lực lượng Ukraine ở khu vực đó xác nhận rằng các cuộc giao tranh của các khu vực của họ đã gia tăng gần đây. Điều này cũng được phản ánh trong các báo cáo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Trung tá Ole Dimianenko, chỉ huy một lữ đoàn xe tăng của lữ đoàn 110 cũng cho biết rằng các lực lượng Nga hiện đang tấn công dọc theo các bên, ngoài cuộc tấn công trực diện vào Pokrovsk. Tuy nhiên, ông cho biết rằng người Nga hiện đang tập trung chủ yếu vào sườn phía nam, tức là hướng Kurakhove. Các binh sĩ cho biết, các lực lượng Nga tấn công các vị trí của Ukraine bằng những nhóm nhỏ và thường không có xe bọc thép. Điều làm cho khu vực Kurakhove khó bảo vệ và tấn công là vì nó bằng phẳng. Najai Voitenkov từ lữ đoàn 33 nói, ông cho biết Lữ đoàn của ông đang giữ vững vị trí của mình trên tiền tuyến. Kurskove được kết nối với Pokrovsk bằng các con đường là một phần của cơ sở hạ tầng để di chuyển quân đội và cung cấp ở tiền tuyến. Nếu người Nga chiếm được thành phố đó, thì họ có thể tiến về phía bắc để tấn công Pokrovsk từ một hướng mới. Nhà phân tích Roman Pohorily nói. Một khả năng khác là họ có thể tấn công quân đội Ukraine ở Vuhledar từ phía sau. Ông nói thêm, đây là một thành phố ở phần phía nam của tuyến phòng thủ Donbass mà người Nga đã cố gắng chiếm giữ kể từ đầu kế hoạch quân sự của họ. Theo sĩ quan ở tiền tuyến, những sai lầm chiến lược trong quá khứ có nghĩa là chỉ còn một cách để bảo vệ Pokrovsk và ngăn người Nga chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Để có một bác mút khác, theo lời của ông, đề cập đến thành phố ở miền đông Ukraine mà Kiev đã bảo vệ suốt gần một năm trước khi rút lui với thành phố bị tàn phá. Sau khi Nga thực hiện hoạt động quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã dừng các cuộc tham vấn thường niên với Nga. Nhưng ngày 2 tháng 9 vừa qua, Giám đốc điều hành IMF tại Nga, Alexei Mojin nói với Reuters, quỹ sẽ khởi động lại các cuộc tham vấn trực tuyến vào ngày 16 tháng 9 và phái đoàn IMF sẽ tới Moscow để họp với các quan chức Nga cho đến ngày 1 tháng 10. Hãng tin Reuters của Anh đưa tin, chính quốc gia châu Âu đã lên tiếng phản đối việc IMF dự định nối lại kế hoạch đưa phái bộ tới Nga. Lý do mà các nước này đưa ra là việc nối lại đối thoại với một quốc gia đang tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào một quốc gia khác sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của IMF và trong trường hợp này còn mang lại chiến thắng tuyên truyền cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày 11 tháng 9, các cuộc họp của các đặc phái viên Liên minh châu Âu, EU, Pháp, Bỉ và Ba Lan cũng như một số quốc gia Baltic và Bắc Âu cho biết họ đã rất ngạc nhiên trước quyết định của IMF. Đại diện của Litva tiết lộ nước này có kế hoạch gửi một lá thư cho Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva và hy vọng sẽ được một số thành viên EU cùng tham gia ký tên để bày tỏ mối quan ngại về một tiến trình dường như đang hướng tới bình thường hóa quan hệ với Moscow. Bộ trưởng Tài chính của Litva, Latvia, Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch, Na Uy và Ba Lan cho biết trong lá thư gửi người đứng đầu IMF, chúng tôi muốn bày tỏ sự không hài lòng với những kế hoạch như vậy của IMF. Theo các quan chức Liên minh châu Âu, EU, Bà Georgieva tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương EU tại Budapest, Hungary, và họ sẽ hỏi bà về kế hoạch của IMF tại Nga. Bức thư lưu ý rằng nếu IMF thực hiện các kế hoạch tại Moscow, điều này sẽ làm giảm thiện chí của các nước trong việc hỗ trợ Ukraine thông qua các sáng kiến của IMF, vì điều đó sẽ làm suy yếu lòng tin vào IMF. Bức thư cũng cho biết bất kỳ dữ liệu nào nga cung cấp cho IMF đều sẽ bị kiểm duyệt để chứng minh nền kinh tế của nước này được cho là đang hoạt động tốt và chống lại được các lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến đánh giá của IMF trở nên không chính xác. Trên thực tế, thông tin về việc IMF gửi phái bộ tới Nga đã được công bố từ ngày 3 tháng 9. Hai ngày sau, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 9, EEF 2024, tại Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế Nga hiện đã đứng thứ tư trên thế giới. Đề cập tới kế hoạch của IMF tờ Top Kho của Nga khẳng định kế hoạch của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại khi Moscow không chỉ đón tín hiệu tích cực từ IMF mà còn chuẩn bị đón lãnh đạo từ 15 quốc gia tới tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại Kazan vào tháng 10 này. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo sẽ biến Kiev thành điểm bị nung chảy khổng lồ nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Lời cảnh báo sắc lạnh của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Anh cân nhắc trao cho Kiev quyền được sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tập kích các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Medvedev thường hay đưa ra những lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân. Ông cho biết Điện Kremlin có cơ sở chính thức để sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi Ukraine đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, ông tiết lộ thêm rằng thay vì dùng đòn hạt nhân Moscow có thể sử dụng công nghệ mới hơn để tạo ra một điểm nung chảy khổng lồ tại thủ đô Kiev của Ukraine. Trên mạng xã hội Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết, Moscow đã kiên nhẫn, nhưng khối anglo sắc ý nói Mỹ và Anh, không muốn thừa nhận một điều là bất cứ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Đồng thời, cựu Tổng thống Nga Medvedev phát biểu rằng, không ai mong chờ xung đột bằng vũ khí hạt nhân, và rõ ràng là đáp trả bằng đòn hạt nhân là quyết định cực kỳ khó khăn, với hậu quả không thể đảo ngược được. Trong một cuộc họp ở Washington vừa qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cân nhắc về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh để đánh vào đất Nga. Trước cuộc gặp trên, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo rằng trao cho Kiev quyền đó là đồng nghĩa với việc đưa NATO vào tình trạng xung đột với nước Nga. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn thảo luận chiến lược của Ukraine với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tháng này. Tổng thống Zelensky cho hay ông muốn trình bày một kế hoạch chiến thắng có thể thúc đẩy Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng con đường ngoại giao với Tổng thống Biden và hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Ông Sullivan cho biết thêm Mỹ cũng đang chuẩn bị một gói hỗ trợ đáng kể với nhiều năng lực khác nhau nhằm ngăn chặn bước đột phá đáng kể của Nga ở miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát ở nhiều khu vực miền đông Ukraine, bao gồm xung quanh Pokrovsk, khu vực mà ông Sullivan nhận định là mối quan ngại đặc biệt nếu kiểm soát được Pokrovsk, một trung tâm vận tải việc này có thể cho phép moscow mở các tuyến tấn công mới và gây phức tạp cho hoạt động hậu cần của ukraine khi nga tăng cường tấn công bằng tên lửa vào cơ sở ở à tầm quan trọng của ukraine trong năm nay kiev đã yêu cầu cung cấp vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ nga ông sullivan cho hay vấn đề này là chủ đề của sự tham vấn sâu sắc giữa các đồng minh và đối tác đồng thời cũng sẽ được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo mỹ và ukraine mới đây phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev tuyên bố nước này không sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công của đối phương vì nga hiểu rõ sự nguy hiểm và không thể đảo ngược của một cuộc xung đột như vậy và moscow hiện đang tỏ ra kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn đó có thể cạn kiệt ông medvedev nhấn mạnh rằng không ai thực sự cần một cuộc xung đột hạt nhân vì đây là một câu chuyện rất tồi tệ với một cái kết rất khó khăn và đó là lý do cho đến nay quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược hoặc thậm chí là chiến lược hiện vẫn chưa được moscow đưa ra Chính trị gia nga nhấn mạnh, Moscow đang thể hiện sự kiên nhẫn vì một phản ứng bằng hạt nhân là một quyết định cực kỳ khó khăn với những hệ lụy không thể đảo ngược. Đồng thời khẳng định bất kỳ sự kiên nhẫn nào cũng sẽ đi đến cạn kiệt. Ông Medvedev lưu ý đến thực tế rằng có những điều kiện tiên quyết chính thức để nga sử dụng vũ khí hạt nhân vốn được toàn bộ cộng đồng quốc tế hiểu rõ và phù hợp với học thuyết răn đe hạt nhân của nước này. Đặc biệt, phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga cũng gộp cả cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang ukraine ở tỉnh Kursk vào các sự kiện như vậy. Theo quan chức trên, các nhà phân tích ôn hòa của phương Tây vốn cho rằng Nga rất có thể sẽ không phản ứng theo cách này, dù đây vẫn là một khả năng, sẽ đúng, và phản ứng của Moscow có thể cũng sử dụng các phương tiện vận chuyển mới cho thiết bị phi hạt nhân. Hiện nay, nỗi lo ngại về cuộc đối đầu Nga-Ukraine căng thẳng thành cuộc đụng độ trực tiếp giữa Moscow và khối NATO đã tăng vọt trong vài ngày qua, khi Mỹ và các đồng minh được cho là đang cân nhắc việc cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Trong khi chính phủ Pháp tuyên bố không có lập trường chính thức về vấn đề này, các nhà ngoại giao nước này đã thừa nhận với báo Le Mông rằng Paris lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng và đã cố gắng tránh kịch bản đó. Một quan chức giấu tên nói, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tránh thế chiến ba. Quan chức Pháp nói thêm, không thể đơn thuần bác bỏ giả thuyết rằng Nga có thể mở rộng quy mô các hoạt động quân sự của họ, ngụ ý đến những cảnh báo do các quan chức cấp cao của Nga đưa ra bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong vòng 24 giờ đã tấn công đội hình của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, đồng thời tấn công vào lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở khu vực Sumy, Ukraine. Trước đó, Nga tuyên bố đã kiểm soát lại được 10 khu định cư tại Kursk trong một tuần. Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga phá hủy điểm tập trung binh sĩ và thiết bị của Ukraine tại tỉnh Kursk quân đội Nga cũng phá hủy một khẩu pháo tự hành Krab của Ukraine bằng máy bay không người lái UAV Lancet. Hiện nay, theo Đài Tự do Châu Âu, RFE, các quan chức Liên bang Nga đã nhiều lần cảnh báo quyết định của phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí được tài trợ để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga sẽ dẫn đến sự căng thẳng lớn hơn trong xung đột chống lại Ukraine, có thể bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Gần đây nhất là vào ngày 14 tháng 9, cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev nói rằng Kiev có thể biến thành điểm xám tan chảy nếu các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây được nới lỏng. Tờ Politico cho biết thêm, lời đe dọa của ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, được đưa ra khi Mỹ và Anh đang cân nhắc cấp phép cho Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu chiến lược xa hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga. Theo ông Medvedev, Điện Kremlin đã có cơ sở chính thức để sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi Ukraine tiến hành xâm nhập xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Xung đột hạt nhân là một câu chuyện rất tệ với kết cục rất khó khăn. Và đó là lý do tại sao cho đến thời điểm này, Moscow vẫn chưa quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược hoặc chiến lược. Tuy nhiên, ông đưa ra cảnh báo, Nga đang kiên nhẫn, nhưng bất kỳ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Nếu điều đó xảy ra, RFE dẫn tuyên bố của ông Medvedev đưa ra trên tài khoản Telegram ngày 14 tháng 9 cho biết sẽ có một vết tan chảy khổng lồ màu xám ở Kiev. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho rằng phương Tây thực tế đã cho phép Ukraine tấn công tầm xa và cảnh báo Nga sẽ đáp trả theo cách táo bạo. Có yếu tố rủi ro ở đây bởi các đối thủ tại Washington, London và những nơi khác rõ ràng đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của trò chơi mà họ tiếp tục chơi. Theo hãng thông tấn TASS, ông Ryabkov đã nói với báo chí rằng Nga biết phương Tây đã đưa ra quyết định về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và đã chuyển tín hiệu liên quan cho Kiev. Ukraine mới đây đã công bố triển khai thiết bị bay không người lái UAV mới có tên Black Widow, có nghĩa là quá phụ đen trong bối cảnh cuộc đối đầu UAV giữa Kiev và Moscow ngày càng căng thẳng, Black Widow được bộ quốc phòng Ukraine mô tả là một UAV bốn cánh quạt có thể tái sử dụng, có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm và được thiết kế để phục vụ cho các nhiệm vụ tấn công cũng như trinh sát. Sự xuất hiện của Black Widow hứa hẹn sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua tại Ukraine. Black Widow không chỉ là một UAV chiến thuật mà còn có thể hoạt động như một UAV khả năng tấn công cảm tử. Điều này cho phép nó tiếp cận mục tiêu và phát nổ khi cần thiết. Ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số của Ukraine, nhấn mạnh vai trò của các UAV cảm tử trong cuộc chiến, cho rằng chúng không chỉ linh hoạt mà còn hiệu quả hơn cả pháo binh trong nhiều tình huống. Với giá thành rẻ, Black Widow có thể trở thành một công cụ hữu hiệu giúp Ukraine nhắm vào các tài sản của Nga mà không cần dùng đến các vũ khí đắt tiền hơn. Cuộc đối đầu UAV giữa Ukraine và Nga đã trở thành một phần quan trọng trong xung đột Cả hai bên không ngừng tìm cách phát triển các chiến lược chống UAV và giành ưu thế trên chiến trường. Sự xuất hiện của Black Widow không chỉ đánh dấu sự tiến bộ trong công nghệ quân sự của Ukraine, mà còn cho thấy Kiev đang nhanh chóng thích nghi với chiến tranh hiện đại. Đặc biệt, xu hướng UAV đa chức năng có thể thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công đang ngày càng phổ biến. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển các loại UAV mới. Một trong số đó là UAV rồng, được mô tả là mối đe dọa thực sự đối với các vị trí của quân Nga. Điều này cho thấy rằng chiến tranh công nghệ đang trở thành một phần không thể thiếu trong xung đột hiện tại. Ngoài ra, Ukraine cũng thường xuyên triển khai các UAV tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Phía Nga cho biết đã chặn được hàng trăm UAV của Ukraine mỗi tuần, trong đó có nhiều UAV nhằm vào các khu vực biên giới như Bidensk và Moscow. Những diễn biến này càng làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của máy bay không người lái trong xung đột Nga-Ukraine. Việc triển khai Black Widow xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất máy bay không người lái trong nước với tham vọng chế tạo ít nhất 1 triệu máy bay vào năm 2024. Sự gia tăng sản xuất này phản ánh chiến lược của Ukraine trong việc tự lực với công nghệ quân sự và tận dụng tiềm năng của UAV để cân bằng cán cân lực lượng trước sự áp đảo về quân số và vũ khí của Nga. Trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine, cả hai bên đều đầu tư mạnh vào công nghệ UAV làm thay đổi hoàn toàn phương thức tiến hành chiến tranh hiện đại với khả năng tấn công chính xác uav đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến dịch quân sự của ukraine đặc biệt là trong việc tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ nga đối với quân đội ukraine vốn đang gặp khó khăn trong việc đối phó với số lượng lớn quân nga uav đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tấn công chiến lược và tàu chiến căn cứ hải quân nhà máy lọc dầu và sân bay của đối phương những uav này không chỉ giúp tăng cường khả năng tấn công từ xa mà còn góp phần làm suy yếu sức mạnh quân sự của nga Mới đây, lực lượng đổ bộ Ukraine cho biết người nga đã sử dụng hai xe tăng, 11 một xe chiến đấu bộ binh đổ bộ ISV và một xe bọc thép vận chuyển quân APC thuộc đơn vị của lực lượng đổ bộ nga. Thông báo của phía Ukraine cho biết cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại. Các lính dù Ukraine đã chứng minh trong một trận giao tranh khốc liệt kéo dài vài giờ rằng họ giỏi hơn trong lĩnh vực quân sự và đã nắm vững khoa học chiến thắng với kết quả xuất sắc. Cuối cùng. 5 xe chiến đấu bộ binh đổ bộ, một xe tăng của đối phương và một xe bọc thép vận chuyển quân và hàng chục lính Nga đã bị tiêu diệt. Những quân nhân Nga còn lại đã phải rút lui. Theo giới truyền thông Nga, tình hình ở khu vực Kursk cho thấy rằng lợi ích của chính quyền Kiev trong việc giữ vững các vùng lãnh thổ của khu vực Nga dưới sự chiếm đóng của lực lượng vũ trang Ukraine là cực kỳ cao. Một số phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường các hoạt động quân sự ở quận Gluskovo, thành phố là bàn đạp đứng chân của lực lượng Nga đang tiến hành phản công và các lực lượng Ukraine ở phía tây vùng Kursk. Ngoài ra, theo các báo cáo chưa được xác nhận, lực lượng vũ trang Ukraine đã đột phá qua biên giới ở khu vực làng Noviput theo hướng làng Obukhovka. Có báo cáo từ nguồn tin địa phương rằng các nhóm binh sĩ Ukraine đã chấp nhận bỏ qua những tổn thất lớn để liên tục tấn công xâm nhập vào quận Gluskovo khoảng 1,5 km. Ngoài ra, các trận phản công vào các vùng mới được binh sĩ Nga giành lại cũng được báo cáo bao gồm cả ở phía tây của khu định cư Medvedje. Điều này cho thấy rõ ràng là lực lượng vũ trang Ukraina đang cố gắng thực hiện đòn tấn công bão hòa vào khu vực biên giới ở vùng Kursk bằng lực lượng dự bị, bao gồm cả lực lượng bộ binh cơ giới. Chính quyền Kiev không che giấu sự thật rằng nhiệm vụ của các nhóm binh sĩ Ukraina trong vùng Kursk ở giai đoạn này là phân tán lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công mở quận Korenensky và Suzha, cũng như thực hiện nỗ lực để đánh vào hậu phương của lực lượng Nga. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã xác nhận việc Nga mở cuộc phản công lớn ở Kursk, nhưng ông khẳng định lực lượng Ukraine vẫn đứng vững. Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây không lạc quan như vậy. Nhiều nhà phân tích cho rằng Ukraine đang bất lợi trên nhiều chiến tuyến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow không loại trừ khả năng chấm dứt xuất khẩu uranium, titan và niken sang Mỹ. Tuy nhiên, hậu quả của các biện pháp như vậy sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quy định. Trả lời báo giới, ông Ryabkov nhấn mạnh, có thể có các biện pháp đối phó kinh tế khác nhau đối với áp lực trừng phạt. Thực tế là vấn đề này đã được thảo luận công khai, bản thân nó là một tín hiệu. Chúng tôi đang xem xét những ưu và nhược điểm, đánh giá hậu quả của việc này. Chúng tôi không thể chỉ đưa ra quyết định hấp tấp. Khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính phủ không để cảm xúc chi phối trong lĩnh vực này để tránh đưa ra những quyết định đáng tiếc ông Riabkov tuyên bố, do đó, chúng ta hãy xem mọi chuyện sẽ đi xa hơn như thế nào, nhưng chúng ta không thể loại trừ bất kỳ biện pháp trả đũa cứng rắn nào. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga cảnh báo, mức độ nghiêm trọng của các phản ứng của nước này sẽ là tối đa. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp chính phủ, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc cung cấp một số mặt hàng cho nước này đang bị hạn chế và chính phủ cần xem xét đưa ra những hạn chế nhất định. Đối với một số mặt hàng mà Moscow xuất khẩu ra thị trường thế giới với số lượng lớn, như uranium, titan và niken. Tuy nhiên trong cuộc họp báo thường kỳ của điện Kremlin, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, việc cấm xuất khẩu kim loại mới chỉ là đề xuất. Ông Peskov cho biết, phát biểu của tổng thống Putin mới là nêu đề xuất để các cơ quan chức năng nghiên cứu làm sao không ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia trong bối cảnh Moscow đang bị phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Chính phủ Nga chưa có biện pháp cụ thể trong vấn đề này. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra nhận định về các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Moscow trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo RT, ông Dmitry Medvedev cho rằng dù là Phó Tổng thống Kamala Harris hay cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Nga vẫn sẽ không có gì thay đổi. Dù ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump cam kết sẽ sử dụng các lệnh trừng phạt càng ít càng tốt, nếu ông quay trở lại tiếp quả Nhà Trắng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Phát biểu trên không có nghĩa rằng nếu giành chiến thắng Ông Donald Trump sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vốn đang có hiệu lực của Mỹ chống lại Nga Theo ông Dmitry Medvedev, ông Donald Trump thừa hiểu rằng Các lệnh trừng phạt đe dọa tới vị thế của đồng đô la Mỹ Ông Medvedev nêu rõ Nhưng với ông ấy, điều đó vẫn không tạo đủ lý do để thực hiện một cuộc cách mạng tại Mỹ Đi ngược lại với quan điểm chống Nga ông Dmitry Medvedev khẳng định trong phần lớn thế kỷ 20, Liên Xô trước đây cũng bị áp đặt các lệnh trừng phạt. Nước Nga ngày nay cũng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tương tự do Mỹ và các đồng minh áp đặt, song với quy mô lớn hơn nhiều, chưa từng có tiền lệ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây nhận định các nước thành viên Liên minh châu Âu EU bắt đầu nhận ra cuộc xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của họ theo RT, ông Oban nói, ngày càng nhiều nước thành viên EU từ bỏ lập trường ủng hộ chiến tranh để hướng tới một giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Phát biểu trên đài Radio Quốc gia, ông Oban nói, EU tỏ ra khá chậm trong việc nhìn nhận cuộc xung đột ở Ukraine theo quan điểm bình thường của thế giới. Nhưng có các dấu hiệu, các nước EU bắt đầu nhận ra cuộc xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của họ và do đó ủng hộ giải pháp hòa bình. Ông Orbán đưa ra bình luận sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi một giải pháp hòa bình và nói Nga cần phải tham gia vào vòng đàm phán hòa bình tiếp theo. Ông Orbán nói, ngày càng có nhiều quốc gia thành viên EU muốn tham gia phe ủng hộ hòa bình với tư cách chủ tịch luân phiên EU. Hungary đã thúc đẩy sứ mệnh hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine và đã khiến các nước thành viên EU suy nghĩ lại. Trước đó, chuyên gia quân sự Anatoly Matvichak cho rằng Liên minh châu Âu EU sẽ có đủ nguồn lực để giúp Ukraine trong tối đa một hoặc hai năm. Sau đó nhiều nước sẽ bắt đầu ngăn chặn các quy định hỗ trợ Kiev. Theo chuyên gia, phong trào biểu tình đã bắt đầu. Ông nhắc lại EU là một liên minh sống dựa vào sự đóng góp của các quốc gia thành viên. Ông Matvi chắc lưu ý, tôi tin rằng khoản chi tiêu mà ngày nay đã vượt quá hàng tỷ euro, chúng là gánh nặng không thể chịu đựng được đối với một số quốc gia. Suy cho cùng, nền kinh tế của EU đang sa sút, đặc biệt là những cường quốc tiên tiến như Đức, Pháp và Italia. Họ hiện đang cảm thấy khủng hoảng về năng lượng, nguồn cung linh kiện, nguồn cung công nghệ, vân vân. Trong khi đó, khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây về Ukraine bước vào giai đoạn mới và nguy hiểm, Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận tại Washington về việc liệu có cho phép Kiev sử dụng tên lửa ATAC-MS của Mỹ hoặc tên lửa Storm Shadow của Anh chống lại các mục tiêu ở Nga hay không. Tổng thống Putin trong cảnh báo rõ ràng nhất phát biểu rằng phương Tây sẽ đang trực tiếp đối đầu với Nga nếu tiếp tục thực hiện động thái đó, điều mà ông cho rằng sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Ông hứa sẽ có một phản ứng phù hợp nhưng không nói rõ phản ứng đó sẽ bao gồm những gì. Tuy nhiên vào tháng 6, ông đã đề cập khả năng trang bị vũ khí Nga cho kẻ thù của phương Tây để tấn công các mục tiêu của phương Tây ở nước ngoài và triển khai tên lửa thông thường trong phạm vi tấn công của Mỹ và các đồng minh châu Âu.